Sao đã ngứa chưa? Rồi ạ. Để bố gãi thêm nhá. Vâng. Có chuyện gì đấy? Đang đâu đây? Nếu mày bên nhà Nguyệt ấy, thì về đi. Cam đợi bố tí nhá. Vâng ạ. Sao tự nhiên đang đi xem mắt mà lại quan tâm thằng bạn già ở nhà thế này? Có chuyện gì? Nhỡ Dương mà sang đấy thấy mày cô ấy lại ngại. Là sao? Hình như Nguyệt về rồi này. Biết thế, lúc khác giải thích sau. Thế nhá. Em vào nhà đi. Dạ. Em về rồi à? Mẹ chào Cam nhá. Cháu là chú ạ. Chào cháu. Chị ở đâu ra đấy? Sao chị lại đến đây? Đây là chị Lan Nhi, học sinh của mẹ. Vâng ạ. Em chào chị ạ. Nhưng sao chị đã đến giờ này? Chị không có muốn đến đâu. Mẹ em bắt đến mà. Em cứ ở đây đi, 30 phút nữa bố em sẽ qua đón. Vâng. Cần mà chị vào phòng nhá. Có bài gì cần thì con cứ hỏi chị. Vâng ạ. Nhưng mà không phải cô giáo đâu. Chị xinh thế này, mắt còn to nữa, chắc chắn là thông minh rồi. Chị dạy em học bài đi, đi mà chị. Yeah, chị dạy em học nhá. Ừ. Hai chị em mình vào phòng đi. Làm phiền anh rồi. Có gì đâu, anh rảnh mà. Em bận làm gì thì em cứ làm đi. Tôi cũng đã xong việc, anh đi về đi. Bây giờ cũng đã muộn, hai mẹ con cần nghỉ ngơi. Thế để anh vào chào Cam cái rồi về vậy. Có uống rượu sai thế này nữa. Để em gọi mẹ anh sang đón anh về. Đừng, đừng em. Không làm phiền em đâu. Cam đâu rồi em? Anh hứa với con ấy là anh qua gặp con. Anh không thể thất hứa được. Anh chỉ gặp con một lát thôi rồi anh về. Cam phải sang nhà hàng xóm dự sinh nhật rồi. Thế anh ở đây đợi con cũng được. Anh Tùng, anh đứng dậy đi về đi. Không, anh đã hứa với con ấy là anh đợi con ở đây rồi. Anh không thất hứa được. Như thế nữa. Đi về đi. Anh đứng dậy đi về đi. Bỏ tay em ra. Anh Tùng. Đang em thơ. Đang em mềm nhỉ.
xin lỗi. Tất cả là lỗi tại anh. Anh biết anh sai rồi mà. Em đừng có bỏ anh nhé. Tất cả là lỗi tại em. Anh sai, anh biết lỗi rồi.